hỏi: "Nếu trì chú mà phát âm không đúng thì có linh nghiệm không?" Đáp: "Lúc trước có một lão tu hành thường sử dụng 6 chữ Đại Minh Chú, nhưng vì ông tự tụng theo cách của mình chứ không hỏi người khác, hoặc là vì trí nhớ kém cỏi nên dù có người dạy ông cũng quên mất. Ông đoán là chữ khẩu dù có thêm chữ nào thì sẽ đọc theo âm chữ đó. Thí dụ như chữ khẩu mà thêm chữ bát kề bên thì đọc là bát. Chữ khẩu mà thêm chữ di thì đọc là di. Chữ khẩu mà thêm chữ ngưu kề bên thì chắc cũng đọc là ngưu, tức là trâu vậy. Bể thế mà ông niệm thành Án Mani Bát Di Ngưu. Ông niệm rất thành tâm, rất hăng hái với chữ ngưu đó. Mỗi ngày ông ta niệm đến cả trăm vạn biến Án Mani Bát Di Ngưu. Rồi ông nghĩ nếu dùng sao chuỗi tràng để đếm thì rất là phí công, nên ông dùng 100 vạn hột đậu đành để đếm số. Khi niệm một câu thì ông lấy một hột đậu bỏ qua một bên. Dần dần ông không cần lấy tay bốc mà hột đậu nành cũng tự động nhảy qua. Sau đó có người bảo ông nên niệm là Án Mani Bát Di Hồng mới đúng. Do đó ông đổi lại thành niệm Án Mani Bát Di Hồng. Nhưng kỳ quái thay, đậu nành không tự động nhảy qua nữa. Sau đó ông lại niệm Án Mani Bát Di Ngưu mà hột đậu cũng chẳng chịu nhảy qua. Đó chẳng qua là do lòng tin của ông đã bị dao động vì tự biết là mình đã niệm sai. Hỏi: "Mới phát tâm thì dễ, nhưng làm thế nào bảo trì tâm đạo được lâu dài?" Đáp: "Thường đem sinh tử treo trước chặng mày thì đạo tâm sẽ được lâu bền. Nếu như thoái tâm là bởi vì quên mất cái tâm đạo mới phát lúc ban đầu." Hỏi: "Làm sao để giáo hóa các chúng sanh khó điều phục? Thế giới này thật sự có ngày tận mạc phải không?" Đáp: "Nên đem hết tâm sức nhẫn nại của mình để giáo hóa họ. Cái ngày của mỗi người chết thì đó chính là ngày thế giới tận mạc của người đó." Hỏi: "Làm sao tránh được nạn động đất?" Đáp: "Nếu con người không nổi nóng thì sẽ không có động đất." Hỏi: "Làm sao để dung nhập Phật Pháp vào đời sống hàng ngày?" Đáp: "Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối." Hỏi: "Đối với tình huống Đài Loan hiện tại, Hòa Thượng nhận thấy như thế nào?" Đáp: "Tôi có thể dùng hai câu nói đơn giản để hình dung về sự việc này, tức là có phước mà không biết hưởng, không chuyện lại kiếm chuyện phiền." Ha ha ha,